Rồi thì sẽ giới thiệu cho mọi người một cái gọi là admin template nhá. Thì cái này để làm gì? Rồi, ví dụ nhá. Mọi người có thể tải cái resource này xuống nhá. Sau đấy giải nén ra. Thì nó sẽ ra một cái folder gọi là admin template ở đây. Thì đã giải nén cho mọi người. Admin template này là cái gì? Đại khái nó là một cái trang có sẵn đâu. Ví dụ nhá. Rồi. Nếu mọi người nhìn thấy cái trang kiểu này không? Đấy. Thì ở đây nhá, nó có sẵn cho mọi người thường nhá, những cái admin template này nó có sẵn những cái tính năng cơ bản cho mọi người với những cái thành phần hay dùng. Ví dụ nhà trang login này. Ok chưa? Đấy, hoặc là trang quên mật khẩu này. Có sẵn hết cho mọi người. Đương nhiên là nó chỉ là HTML với CSS thôi, chưa có xử lý gì cả. Đấy, bấm vào này. Đấy thì mặc định nó cứ tự động nó vào trang này thôi. Đấy, có những cái trang profile các thứ này. Ok chưa? Đấy, nó có rất là nhiều trang ở đây nhá. Ví dụ trang thanh toán các thứ này, nó có sẵn lên luôn. Nó có sẵn form ấy nhá, mọi người không thích mọi người để sửa. Đấy, nó có sẵn những cái menu các thứ như này. Và thiết kế thì thường là nó đã ăn theo tông màu với nhau rồi. Được chưa? Chứ lúc mà mọi người làm mọi người mới thấy là ví dụ kiểu mọi người để một cái ô màu xanh nhưng một ô màu đỏ bên cạnh nhìn thực ra nhìn riêng lẻ thì nó đẹp nhưng mà nhìn tổng thể vào nó chả ăn khớp với nhau gì cả. Ok chưa? Thì những cái admin template này này là nó sẽ tập hợp tất cả những cái đấy lại và nó thiết kế màu sắc các thứ cho mọi người luôn. Được không? Nó sẽ thiết kế ra cái form cho mọi người luôn. Đấy. Thì ví dụ như những cái table này mọi người có thể nhìn nhá. Như table kiểu như này. Đấy, ví dụ như là data table chẳng hạn này. Đấy thì nó sẽ kiểu như này. Nó sẽ có sẵn những cái sort xếp các thứ này cho mọi người luôn. Ô sort thì nó đặt sẵn ở trên này. Làm sao cho nó hợp lý một chút là được. Ok nhỉ? Đấy. Và nó có thể thiết kế sẵn cho mọi người một vài những cái này. Đấy, bình thường nếu mà mình tự làm cái này thì cũng được thôi. Nhưng vấn đề là mình sẽ phải tự đi ghép nó vào với nhau. Đúng không? Còn như thằng này nó sẽ chia sẵn cho mình. Đấy. Và bây giờ mọi người muốn làm một cái form như này này. Đấy thì code kia các thứ ấy, nó để hết ở trong này rồi. Đấy, mọi người thì xem qua nhá, code này nó để sẵn hết trong này rồi. Đấy. Code là thực ra thằng này nó đang không có tính tái sử dụng nhiều lắm. Đấy. Code thì nó cứ viết tràn lan đại hải, copy hết từ trang này sang trang khác. Đây. Đấy, đúng không? Nó có sẵn hết code ở đây. Mọi người cần đoạn nào thì mọi người copy vào. Ok chưa? Còn là mọi người sửa nó đi. Được không nhỉ? Đấy, mọi người sẽ phải dùng cái trang này để mọi người chia lại cái header các thứ nhé. Ký hiệu đâu là header ấy. Đấy, ở đây nó rất là dài nhá. Bởi vì nó là cả một cái trang riêng lẻ ấy, nó chưa có tính tái sử dụng nhiều. Đấy, ok chưa? Đấy, thì mọi người có thể xem tham khảo nhé. Ví dụ để nó tạo được một trang dashboard này thì nó như nào? Thì mọi người có thể đọc code ở trong này. Nó dài thôi nhưng mà nó cũng đơn giản đi mà. Đấy. Thì nó thiết kế sẵn các thứ này cho mọi người. Đấy, không dùng cái gì thì xóa đi. Đấy, thế thôi. Đấy. Ví dụ nhá, những đặc điểm của những cái trang này thì thường nó responsive các thứ cho mọi người hết luôn. Này, mọi người nhìn nhá. Kéo vào này. Đấy, mọi người thấy nó tự co vào. Đấy, tự mở ra. Đúng không? Thực ra nó responsive như bọn kia thôi. Đấy, bấm vào này. Ok chưa? Đấy, thì nếu mà làm theo những cái form kiểu như này thì mọi người không cần quan tâm nhiều. Không cần quan tâm nhiều thì những cái râu ria kiểu như vậy nó đã làm sẵn hết cho mình rồi. Đấy, nhiệm vụ của mình là mình chỉ xem cái cách nó làm như nào để mình làm tương tự ra một cái trang như vậy. Được chưa? Đấy, thì mọi người có thể dựa vào cái template này nhá để mọi người làm một cái bài tập nó kiểu như này. Nếu mọi người làm một cái bài tập nó dựng lên một cái form nó kiểu như này này. Đấy, ví dụ như kiểu cái logo này này. Mình chỉ có thay cái logo của mình vào thôi đúng không? Không thích chữ thì xóa đi. Hoặc là mình chỉnh cho cái logo này nó to lên tí thôi, đúng không? Đấy, rồi menu các thứ này này, nhìn nó cũng ok rồi, đúng không? Mình thay nó đi thành group với lại ơi cao, đúng không? Theo những cái tính năng của mình. Đấy, rồi những cái login các thứ bên này mọi người thấy nó có sẵn hết rồi à? Sau này login thì mình chỉ có đổi tên đi các thứ đi thôi. Đấy. Rồi group list các thứ này này, thì mọi người dựng một cái trang mới lên. Đấy, chỗ này để tên nó là group list, đúng không? Xong rồi dưới này mọi người ốp một cái table vào. Ok chưa? Đúng không? Đấy, nhìn thì nó sẽ ok. Đấy. Còn lại thì mọi người có thể tự chỉnh thôi. Ví dụ như trên này nó cần một cái filter nữa đúng không?
Thì nếu mà tìm nó không có template thì mình phải tự viết thôi. Đấy. Thế ở trong này nó có rất là nhiều những cái thành phần nhá, mọi người để làm cả form viết các thứ này này. Đấy, nó có sẵn những cái form này cho mọi người nhá. Đấy, ví dụ mọi người muốn chọn những cái form nào, mọi người chỉ cần tìm đến thằng tương ứng xem nó viết như này, copy lại là được. Ok chưa? Nói copy lại thôi chứ lúc đầu mọi người nhìn nó ngợp hết ấy, bởi vì là nó to ấy. Đấy thế này. Kiểu cái form chỉ biết đơn giản tự món kiểu căn nền xong từ từ đấy là từ Padding. Margin đều được. Như này là padding này. Đúng không? Để mọi người nhìn thấy form là padding cho nó liền nhau không? Đấy này, nó thẳng hết một cột này. Đấy, nhưng mà như này thì sẽ là margin nhé. Đúng không? Hay thẳng. Đấy thì mọi người có thể xem trong này nhá. Trong này nó có những cái model cái thứ đầy đủ luôn này. Đấy, bấm vào này. Màu này. Màu nhìn hơi kinh nhỉ. Mọi người có thể chọn những cái màu khác hoặc là notify này mọi người nhìn nhá. Bấm này. Show này. Đẹp không? Và mọi người để chỉnh xem mấy giây này, ví dụ chỉnh 2,5 giây thôi. Đấy đúng không? Nhìn nó cũng ok phết đấy chứ. À, ví dụ kiểu tạo thành công chẳng hạn ấy, bấm này. Ngoài ra nó còn có thể chỉnh các cái nút các thứ như này được này. Top center này. Đấy, đúng không? Đấy, những cái này là nó thiết kế sẵn hết cho mình rồi này. Mình chỉ lôi ra mình dùng thôi. Đấy, thì lúc đấy mọi người mới bắt đầu làm rồi nhá. Mọi người để enter được ở đây. Đấy, ok chưa? Những cái warning. Ok, thì đấy là sơ qua về cái thằng admin template. Mọi người có thể tìm ở trên mạng rất là nhiều những cái admin template nhé. Nhưng mà cái này em thấy là khá là ok so với đồ free, khá là ok. Đấy, thì đây là admin template này. Mọi người có thể dùng admin template Bootstrap nhé. Đấy, thì ở đây nó sẽ có rất là nhiều những cái trang cho mọi người. Đấy, thì mọi người thích thằng nào thì mọi người dùng đấy. Mọi người cảm thấy ưng thằng nào thì dùng đấy đó. Nhiều trang nó chỉ có gọi là kiểu cái như này thôi ấy. Nó không có mấy cái trang gọi là login các thứ đâu, là trang đấy nhìn nó xấu ấy. Đấy. Nhiều khi mình nghĩ là mình chỉ thay cái ảnh này vào thôi, nhưng mà nhiều khi thay cái ảnh cái nó không hỏng. Đấy. Cho nên là mọi người cứ thử xem ưng cái nào thì lấy cái đấy, còn không có thì lại lấy cái khác. Ok chưa? Đấy, thì cái thằng kia nó hỗ trợ khá là nhiều, chứ còn mấy bọn này thì hầu như nó chỉ có sẵn vài trang đấy. Đấy, nó có sẵn vài trang thứ như này thôi. Đấy, nó không có nhiều. Đấy, thì mọi người để xem qua nhé, xem qua rồi áp dụng. Khuyến khích mọi người nhé là dùng cái admin template này để làm cái bài này. Bởi vì chứ mọi người nếu mà mọi người muốn ấy, dựng từ đầu ấy thì cũng được. Đấy thì mọi người có thể dựng từ đầu cái này, nhưng mà xác định là nhìn nó sẽ khá xấu ấy. Bởi vì là thực ra mình thì cũng không phải design, cũng không có khiếu thẩm mỹ gì nhiều. Thế nên là khối màu mấy các thứ bình thường là xấu lắm. Đấy. Nó có rất là ok luôn đi. Vâng, được mà. Đấy thì mọi người để xem qua nhé. Ok. Sơ qua phần này.